Chào mừng các bạn đến với kênh tôi là Người Củ Chi. Hôm nay là ghi hình là chủ bán hết một bầy trâu các bạn. Bầy trâu đực có, bộ mẹ con có các bạn. Mình xin giới thiệu từ từ các bạn. Cặp trâu đực đầu tiên các bạn. Cao 1m2 trâu. Cao 1m2 trâu nè các bạn. Trâu đực, cặp trâu đực này cao 1m2 trâu. Đó. Các bạn thấy không? Uống nút, chân móng đồ hoàn thiện các bạn. Đó, chân móng hoàn thiện nè. Cao 1m2 trâu các bạn. Cặp này thì chủ báo giá là 40 triệu các bạn. 40 triệu. Trâu Việt của bự. Trâu Việt các bạn, ở Củ Chi nha. Giá 40 triệu, cao 1m2 trâu nè, chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Đó. Đùi đít rồi khỏi tả các bạn, lưng thì bằng nghiến. Chân móng thì hoàn thiện. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Đây, chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Giá 40 triệu, cao 1m2 trâu các bạn. Đó, anh em mà có nhu cầu vỗ béo thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ trâu các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Còn đây là trâu cái các bạn. Còn trâu cái. Trâu cái tơ. Trâu mấy 18 trâu. Giá là 16 triệu 500 ngàn các bạn. 16 triệu 500 ngàn. Chân móng nè. Hoàn thiện hết các bạn. Trâu cái tơ các bạn. Chân móng nè. Xương cực kỳ cối luôn các bạn thấy không. Giá là 16 triệu 500 ngàn. Trâu mấy 18 trâu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ trâu mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Cao 1m18 trâu, giá 16 triệu 500 ngàn. Đó, còn đây con trâu đực lớn nè các bạn, cao 1m3 trâu. Mới bẻ một đôi răng các bạn, bẻ một đôi răng các bạn. Cao 1m3 trâu, bẻ một đôi răng. Giá 27 triệu các bạn, giá 27 triệu. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Cao 1m3 trâu giá 27 triệu các bạn. Bẻ một đôi răng nha các bạn. Chân móng nó hoàn thiện nè. Nó trâu đực nha các bạn. Trâu đực nha. Cao 1m3 trâu giá 27 triệu. Đòn cực kỳ dài luôn các bạn thấy không. Dạng trâu này dạng trâu hoa đồng không các bạn ơi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Còn đây là bộ mẹ con các bạn. Mẹ con, bộ mẹ con trâu đực các bạn. Đây, con mẹ nè. Mẹ cũng cao tầm 1m3 trâu luôn các bạn. Dẫn trâu đực được 3 tháng tuổi các bạn. Dẫn trâu đực được 3 tháng tuổi. Giá 35 triệu 500 ngàn các bạn. 35 triệu 500 ngàn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ trâu các bạn. Chân móng đâu bà mẹ nè. Chân móng trâu mẹ đồ hoàn thiện hết các bạn. Chân móng cho mẹ rồi hoàn thiện hết. Đó. Ăn uống rất là giỏi các bạn. Ăn uống rất là giỏi nha. Đó. Cái quà này các bạn thấy không. Trâu đực nè các bạn. Trâu đực nghé nè. Chân móng nè. Xương cực kỳ lớn luôn các bạn. Giá là 35 triệu 500 ngàn các bạn. 35 triệu 500 ngàn. Bà mẹ trâu đực là lứa đầu tiên luôn các bạn. Bà mẹ dẫn trâu đực là lứa đầu tiên luôn. Giá là 35 triệu 500 ngàn các bạn. Trâu đực 3 tháng tuổi các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Dạng trâu hoa đồng không các bạn ơi. Ăn uống rất là dễ nuôi. Nghé được 3 tháng tuổi các bạn. 35 triệu 500 ngàn. Bà mẹ cao mét 3 trâu các bạn. Bà mẹ đứng gần bằng trâu đực luôn các bạn. Còn đây là bộ mẹ con các bạn. Bộ mẹ con trâu cái. Bộ mẹ con trâu cái các bạn. Mẹ nè. Dòng ngoài đồng các bạn. Cũng một chủ nha. Dòng ngoài đồng. Bà mẹ trâu mẹ này cao mét 27 trâu các bạn. Trâu mẹ này cao mét 27 trâu. Dẫn nghé cái là lứa nhì nha các bạn. Dẫn nghé cái là lứa nhì nha. Dẫn nghé cái là lứa nhì. Trâu mẹ uống nút các bạn không. Giá là 35 triệu 500 ngàn luôn các bạn. 35 triệu 500 ngàn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ trâu các bạn. Trâu nghé nó nhảy vô cái hàng rào nè các bạn không. Giờ mình lên quay trâu nghé nè các bạn không. U nút, chân móng đầu hoàn thiện. Chín tấc trâu. Trâu nghé nó cao chín tấc trâu các bạn. Mẹ cao mét 27 trâu.
nghe, cầu chín chắc trâu lưới nhì giá là 35.500.000 các bạn, 35.500.000. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số chú trâu các bạn. Nghe này dưới mẹ ngoài rào là một các bạn, một bộ. Đó. Nói chung là toàn là trâu hóa đồng không các bạn, chân móng nó hoàn thiện hết. Đó. Đây còn bộ mẹ con trâu cái nữa các bạn, mẹ này khổng lồ nha, cao mít 3 trâu nè các bạn, cao mít 3 trâu nè, mới nằm dũng sinh mình mới đập lên cho anh em thấy các bạn, dẫn câu dẫn nghe cái các bạn. Dẫn nghe cái cũng lưới nhì luôn các bạn. Nghe con cao được 1 mét, bà mẹ cao 1m3. Bộ này thì chủ báo giá là 42 triệu các bạn, 42 triệu. Bà mẹ tàn cực kỳ lớn luôn các bạn. Dẫn nghe cái lưới nhì, mẹ cao 1m3, nghe cái thì được mét, giá 42 triệu các bạn, giá 42 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ trâu mình, comment dưới màn hình video. Có toàn là trâu hóa đồng không các bạn ơi, còn là trâu hóa đồng nằm dũng nè các bạn không, đó nằm như cái dũng luôn các bạn không. Bộ mấy con trâu này thì chủ báo giá là 42 triệu các bạn, mẹ cao mét 3. Dẫn trâu cái nè, trâu cái được mét trâu nè các bạn không, u nút được 1 mét trâu u nút rồi các bạn, được 1 mét trâu u nút. Bộ mấy con này thì chủ báo giá là 42 triệu các bạn, lưới nhì nha, mẹ cao mét 3, con cao mét, trâu hóa đồng. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.